Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Lợi Đất Tổ Vlog nha. Hôm nay em Lợi Đất Tổ Vlog sẽ quay một video để chia sẻ với anh em. Hôm nay là ngày Chủ Nhật. Để chia sẻ với anh em về cuộc sống sinh hoạt của anh em nhà Lợi Đất Tổ Vlog ngày Chủ Nhật ra sao nhé. Hôm nay là một ngày đặc biệt, anh em Lợi Đất Tổ Vlog sẽ tổ chức một bữa cơm thân mật. Anh em họ Đào sẽ tập trung tại nhà bác cả. Đây là những bông hoa mẫu đơn đang nở rất là đẹp. Đây là dưới nhà bác cả nhà mình nhé. Để chia sẻ lại với anh em thì hôm nay em Lợi sẽ quay một video để chia sẻ lại với mọi người. Rất mong mọi người hãy xem video và ủng hộ em Lợi Đất Tổ Vlog nhé. Trong thời gian vừa qua thì rất nhiều anh em đã xem và like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ em Lợi Đất Tổ Vlog. Em Lợi Đất Tổ Vlog rất cảm ơn những tấm lòng, thiện chí, những lời góp ý chân thành của anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ xin mời anh em hãy xem. Trời ơi, cả gà to quá rồi. Đúng cả nhà cô Dung. Hai quả còn nhỏ, quả còn to hơn cơ. Đấy, anh bỏ cái mặt ra xem nào, bỏ cái nón ra quay ơi, quay lại nào để quảng cáo nào. Đấy đúng. Quảng cáo đâu lộ mặt chứ. Ai vậy? Em hơi to đây này. Đấy, bưởi nhà Thủy cũng hơi to đây này. Anh ạ, bỏ mặt ra lộ hàng chứ. Lộ hàng kia. Có quạt bí để phơi khô để còn rang. Đây, mời bác. Có quạt bí bên đây. Mời bác. Mình trước quay cái video bác Chiến cắt cái bánh anh bánh tay nếp cẩm hơn 8.000 được xem. Ông chính có năng khiếu lên video. Đang nướng rồi. Em cũng chả bật cứ thế om tí rồi. Để cháo tiết rồi. Cái lọ thì là về. Vàng ươm chuyển màu đấy. Chuyển đâu? Chả này chả chú Lợi dáng này tuyệt ngon rồi. Đồ lì. Đây là con cháu ế nhà mình đang có nhu cầu tìm người yêu. Để cái dáng đem cháu kìa. Trời. Lâu mới lên video. Tao chỉ quay ra nem rồi còn tối về tao cắt hết kia. Quay ngoài à? Không cắm mấy à? Chú ở cắt cái gì? Em ngồi cắm điện này để khí được chú chơi chỗ. Thế thôi. Cho nó quay thôi. Thì
cứ chơi kiểu miết sập tộc lâu mới ăn nhưng mà lo gì, đến lúc ăn chín quá đẹp luôn. Quay mờ mờ thôi, nó lại đánh bản quyền chứ. Chú làm bao lâu rồi chú còn hỏi cháu thế à? Chú không thấy những cái bọn mà nó quay đấy, cái đoạn cắt cái gà nó không quay à? Chắc chú bị đánh vi phạm mấy lần rồi chưa biết đâu. Không biết lỗi ở đâu rồi. Vẫn tiếp tục. Vẫn tiếp tục. Cháu đang nhà khi thích bắt đầu bị bản quyền gì ạ? Vẫn tiếp tục phạm sai lầm. Muốn không bị đánh á, không đánh bản quyền á là quay video ngắn. TikTok, TikTok chuyển sang video ngắn ấy, thì nó không đánh bản quyền. Đã ăn bụng nhỉ? Cái dưới cho nó nguội, nó dễ cầm. Mày nập nập đây. Tại bảo con cháu cho tao ăn bụng mà. Nó đang khoảng 1 bếp. Có không ăn được. Khoảng 1 là tay. Hello hello, ăn bụng anh em ơi. Ngon phê, tay nghề của mấy con cháu. Chín rồi. Nóng hổi anh em ạ. Đẹp trai chưa? Đẹp trai chưa? Được rồi. Quay gần mà cho xin trả nhìn xin trả. Ai da. Ôi anh em này, nhìn hấp dẫn không? Quay gần này cháu. Có cái số trả này, một số đầy này. Ui dồi đầy ấp. Ui. Cú mèo. Hôm nay cụ lành lắm, cụ bảo không ăn. Là đấy bảo ăn miếng chả, cụ bảo tí vào mâm đi. Yến đâu, ăn gan đấy không, ăn gan gà đi. Thư ăn không? Không ạ.
em mới kéo đây, báo cắt cho mình. Em mới kéo nhá. Kéo, bên báo mới cắt được ra. Kéo góc cả chị đây. Ra. Ra này mua nhà ai? Ai? Linh mua gì? Bọn này à, này không ngon này á? Bọn này đây nó không đem mè cho mình. Lòng với mè nó không có, là chứ có lòng mè là này không có. Ngon đấy nhờ. Chứ có mè thôi. Có hai đoạn lòng. Chắc đẹp rồi nhá, quay đoạn video. Các thủ chặt gà nhà mình. Đây là gọi là sinh viên đã tốt nghiệp lấy được vợ. Mới lấy được vợ là bây giờ nó có hai thực kỹ, một là chặt thịt gà và hai phải rửa nước bát. Sinh viên tốt nghiệp. Tốt nghiệp được 24 năm rồi. Em đâu? Cái ấy này, cái sau. Nó đang túi trong kia gì? Dung lại khéo tay cái mổ gà xinh xách. Nghề đấy, nghề mới đấy, nuôi gà mổ gà cung cấp luôn. Gà nhà nó đây nó bán lấy gì? Đầy đủ các mổ gà bán gì? Ngày nay nó bọn kia nó đến mua gà đấy, chứ không phải là xe. Đến tận nơi mua. Gà nhà nó ngon nè. Nó con này lông kỹ quá, cả mè. Con gà cứng như này có khả năng. À, tít tít mạnh thế. Cho hai cái. Không phải dầu, ăn cũng hết đâu. Trong này anh ơi. Em ở đây. Ừ, anh à. Để trong cái chõ bên kia. Xôi để riêng ra. Để riêng một cái túi linh lông thôi. Quên, ra quên này. Đây anh vào đây, anh vào đây. Anh vào luôn đây. Anh vào đây. Anh vào đây tí còn đi chuyên đồ cho cháu cháu trai. Gà. Con này mẹ cái gì? Gà ngan. Hello anh. À đây là Mr. Tùng. Chị anh đi đâu chị chả đi được. Anh cứ đi bình tĩnh không sao đâu. Ai, ngoan ngoan. Ừ, bắt giờ con. Đây con lớn nè hay con thứ hai? Con nhà anh Thắng. Thắng lớn thế nhỉ? Anh chị Hương đương điện là cháu nó ra trước cây xăng. Ra cây xăng này các chú chuyển hộ đồ cho cháu mấy. Lên chưa? Mai mới ra được. Chắc tầm 15 mai. Qua Hà Nội. Mai mới lên à? Mai mới bố trí ra được. Nào lớp mấy con? Lớp 10 ạ. Lớp 10 ạ. 29 à? Ít tuổi em chỉ nghi thế này à? Nhiều lớp 11 rồi. Chả ăn giỏi không con? Vịt à gà anh gì đấy? Rốt lắm á. Cạnh nhau à? Rốt lắm. Cố mà học gì? Cố học sau này đỡ vất vả. Sau làm cán bộ, đỡ phải đi lao động. Chân tay. Để góc kia tí chú mang đi ta quay một đoạn. Cô Trinh mệt lắm, đúng ba cũng mệt lắm. À bá Trinh chứ. Cô Trinh. Chơi dao vào chú nhé. Em chẳng thích như thế à, em chẳng thích như em kiểu gì em chẳng chơi được. Con này em đang bảo em đi học rồi. Chả giam, chả quý à. Tại sao lại nát hết nhỉ? Chắc là... Chúng ta giỏi. Thắp hương là phải mâm chứ không, đúng không? Hôm nay không thắp hương. Có thắp hương, không bán xôi gà rồi. À, trên này à? Chính như cả dỗ cụ là ngày mà bao nhiêu? Mùng 7 gì? Mùng 7 hay 17? Em vừa vào em thì ra mình không nhớ ngày nào, mình cứ nghĩ 14 cơ. Mình ở sang tuần, chủ nhật tuần sau, chắc phải chủ nhật tuần sau. Nếu nào bà, anh này làm ở đâu? Xây gì? Ngay gần nhà. Nào thì làm, tự do.
lo. Nghỉ mai nó cho nghỉ. Đang việc nó nghỉ cho nghỉ. Đi phụ. À, may quá cháu cũng đi phụ đây. Ông cứ giả lưng thợ như phụ được. Đỡ đau lưng. Ngày chỉ đi phụ. Phụ là nó không có phải liên quan suy nghĩ gì đó gì cả. Cái cánh mà mẹ làm như kia. Ông mày cứ đánh đủ vừa đây rồi gạch đây ngồi hút thuốc lạc. Nước. Vô đâu cứ làm là vô đâu. Anh làm mà sai tí mẹ. Gọi con này kỹ quá thằng. Đi làm cứ đi mấy người không, cháu em mang đồ đạc đấy. Rồi. Hay làm nước. Thế làm nước. Đầu tiên không biết là nhà này có ba loại nhà. Chú Quang cứ làm trong đồ ấy. Chú mấy con chú lọ mang ớt, mấy quả mít. À, thế là mang ớt nhà anh à? Ừ. Khóe mãi, tao đi làm mà có người cho mang ớt. Cháu làm nhá. Anh em kết hợp với nhau làm. Quay đoạn gửi lên nhóm cho bố mày thèm ý là thằng này là con nhà anh nhỉ? Thế à? Đâu rồi anh Tùng đâu rồi? Đây có khả năng mình để cái bàn ghế này mình không chạy không phải kêu không chặt hơi chật. Ngồi đây anh ơi. Đây là điều mồi quá đây. Không có gì. Hai bác cháu. Mọi hôm nay mình bỏ cái ghế ra thì nó rộng hơn. Quý thủy. Đấy, đây con nhà anh Trung. Nếu nhận ra bọn này lớn rồi. Các ông mới đấy nhá. Mời bố mẹ nhá, mời các chú nhá. Mời các anh nhá. Thôi, cùng uống. Chế độ uống bất chú uống được à? Cùng uống, cùng kiếm tí nữa nha. Kiêng hơi lâu. Ok. Ba là em uống thì bắt biết luôn. Nay có mấy thằng cháu rất rượu rồi. Đẹp rồi, hai cháu đến nữa. Hai cháu có không? Cho vào giữa này. Ôi, đuôi vào. Vừa làm cái ba vòng đầu đó nhỉ? Cái đầu của mới mày. Chị anh em đây à? Chị anh kia đúng không? Anh của anh Minh Công đấy. Nào anh em mình đi. Nào cháu. Ôi giời ơi. Cứ uống đi một tí hỏi sau. Trình không uống nhưng sao thấy cứ đầu nó làm ăn liền đẻo. Hai em cứ ăn uống tự nhiên nhá. Dạo bánh mẹ bánh cứ phải phun phẩm lên. Hôm nay uống từ nay đi cho nó có điều hòa trong cái bán nó không uống nó không trong ấy là không uống đâu. À đây các bác nhá. Mình nào con? Ủa đây à? Hoa quả vẫn để ở kia, thì chết vẫn để ở kia. Cho rồi. Viên thủ đô giảm 19 anh đấy. Bằng 4 lần ủy ban xã Hy Cương. Đây này, cháu anh này. Đây là cái chú này là cháu đã có cái loại nào mà để nhuộm cho hoa thượng gái rồi. Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, mình đừng mệt. Đấy. Trắng đầu, ôi giời chết rồi. Công tác tổ chức rất là khó. Nó không phải trắng như thế đâu. Khó là này phải nhuộm cho nó gọi là như kiểu là nó đen đi. Nhưng mà chú thì chú lại không thích đen mà chú lại thích phải trắng hết. Nhưng tính chú là chú phải thích trắng hết. Đánh năm 2008 chú mới đẻ là bệnh rất ngon đấy nha. Đây miếng thịt gà nhiều hấp dẫn. Chấm với muối cho anh nhá.
uống bún chanh, ăn rượu rượu, thôi rồi, thịt gà rất ngon. Gà này nhà của em nuôi nhá, thịt rất là chắc. Anh 20 tuổi hay cu 2 tuổi chưa anh em nhá? 2 tuổi. Vậy để anh mấy giờ? 26 à? Tiệt cú mèo luôn. Cú, dạ 24. Nhưng mà được mấy tuổi? Xuống mổ nhít nách. 28. Nó ăn đăng hay rồi. Ừ, mùi gà rất là ngon. Gà rất là ngon. Đúng rồi, nhưng mà nó mê này. Hôm nay em lại có cơ hội thì quay một video để chia sẻ với anh em về buổi sinh hoạt của anh em như thế nào mình. Tầm anh em mình đi đâu? Anh em nhìn Âu Diệu biết là tầm anh em mình đi đâu rồi. Nhưng hôm nay xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào anh em.